Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc MPV 7 chỗ ngồi của hãng Toyota. Đó chính là chiếc xe Toyota Avanza. Nhắc đến cái tên này thì chắc chắn là rất nhiều quý vị và các bạn chưa được nghe đến cái tên Avanza hoặc là chưa được nhìn thấy chiếc xe này chạy ngoài đường ạ. Bởi vì những chiếc xe này là một trong những cái phân khúc mới nhất của Toyota mới ra mắt. Chiếc xe này được triển lãm tại Việt Nam đầu tiên từ những năm 2017-2018 mới bắt đầu bán chính thức ạ. Và chiếc xe này hiện nay đang bán tại thị trường Việt Nam phiên bản 2021 có hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản 1.3 số sàn, tức là MT đấy ạ, có giá là 544 triệu đồng chưa đăng ký, và phiên bản AT 1.5 AT số tự động bán với giá là hơn 600 triệu đồng. Cụ thể là 601, 602 gì đó tôi không nhớ chính xác. Nhưng nếu đăng ký lăn bánh xong là nó rơi khoảng gần 700, sát 700 triệu đồng như chiếc xe này đây ạ. Đây chính là chiếc xe ở cái phiên bản 1.5 số tự động ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh được 1.2 km thôi, còn nguyên bảo hành, lịch sử bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ tại hãng ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Avanza 7 chỗ ngồi này ạ. Mời quý vị và các bạn. Chiếc xe được sản xuất tại Indonesia, nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia về Việt Nam mình qua đại lý Toyota, cho nên là chiếc xe này được bảo hành, bảo dưỡng tại Toyota luôn quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 1.2 km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là nó không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất là mới ạ. Còn được bảo hành tại hãng Toyota Việt Nam luôn đấy ạ. Quý vị các bạn có thể xem xe và check xe tại bất kỳ đại lý Toyota nào mà quý vị và các bạn mong muốn ạ. Đầu tiên thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần đầu, cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe Toyota Avanza này ạ. Nhìn về cái phần đầu thì quý vị các bạn thấy đấy ạ. Vì đây nó là chiếc xe đầu tiên mà tôi mua được mới lạ, cho nên là tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý vị các bạn. Thứ nhất là về option cũng như là về nội ngoại thất, xem có bị đâm đụng hay va chạm, xem có bị lỗi gì không. Đấy, tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần nội ngoại thất này. Nhìn về cái phần đầu được trang trí rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Từ những cái giải đèn này, đèn pha này, đèn xi nhan này, đèn cốt này được làm riêng biệt chứ nó không chung như những các dòng xe khác là cùng một cụm đèn hết ở đây. Nó bao gồm hết cả đèn pha, đèn cốt, xi nhan. Như đây đã được thiết kế riêng biệt đây quý vị các bạn ạ. Thiết kế riêng biệt từ cái dàn đèn pha này, đèn cốt này, dưới là đèn gầm thì đương nhiên rồi. Đấy, và nối giữa hai đèn là cái phần chrome sáng bóng rất là đẹp, rất là sang trọng. Ở giữa là, chính giữa là cái logo của Toyota luôn. Đấy, rất là đẹp luôn đấy quý vị các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Và gương chiếu hậu cũng đã được tích hợp là gương gập điện rồi quý vị các bạn nhé. Có cả ốp Babole, đây là cái phần border kit đấy ạ. Ốp Babole hay còn gọi là border kit đấy ạ. Border kit thân xe. Đấy, nhìn thấy cái phần đầu. Thứ nhất là thiết kế rất là đẹp rồi, thứ hai nữa là còn nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nhìn về cái phần sau. Đấy, nhìn về đằng sau, đây là cái phiên bản Avanza, phiên bản G nhé, tức là 1.5 số tự động đấy ạ. Đấy, rất là đẹp này, nhìn từ những cái cụm đèn này cũng được thiết kế giống như cái kiểu của đèn trước là hai phần này riêng biệt này. Đấy, thiết kế kiểu giống đằng trước là hai phần riêng biệt này. Đây là dàn xi nhan bên trên này, nối giữa hai cụm đèn là một cái giải chrome sáng rất là đẹp. Xe cũng đã có cả camera lùi quý vị các bạn nhé. Đây là camera lùi này. Đấy, rất là điệu đà cái ba đờ sốc sau này, rất là đẹp. Phiên bản này thì đang ở trên thị trường, đang đi rất là ít quý vị các bạn ạ, tại vì là mới được nhập về Việt Nam mình bán từ những năm 2018, 19, 20 gần đây thôi, chứ là chưa được bán nhiều như các dòng xe khác ạ. Và ở cái phiên bản 7 chỗ này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe này nó thuộc cái phân khúc MPV, cho nên là nó
thấp hơn Innova một chút, như về kích thước nó cũng sẽ nhỏ gọn hơn một chút ạ. Đấy, rất là đẹp. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, nhìn về cái tổng thể ngoại thất bên ngoài đây ạ. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé, chúng tôi cam kết rồi. Và cái nước sơn này là còn zin nguyên bản này quý vị các bạn này, chưa có phải sơn lại gì cả đâu ạ, còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất thì không có cái gì phải bàn rồi. Từ những cái phần la răng đây quý vị và các bạn ạ, la răng cũng thiết kế rất là đẹp này, la răng này, lốp này còn rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Lốp sơ cua được treo ở dưới gầm này quý vị các bạn ạ, sơ cua được treo ở gầm, la răng đúc mặt phay đấy, la răng đúc mặt phay rồi nhé quý vị các bạn ạ. Về ngoại thất thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất nhé. Cái xe này nó mới lướt có hơn 1 vạn km thôi, cụ thể là 1 vạn 2 km rồi. Còn bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về cái chất lượng luôn. Và hơn nữa chúng tôi đã cam kết, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, cho nên là nó còn rất là đẹp đây quý vị và các bạn ạ. Ốc ác còn nguyên hết luôn đấy ạ. Đấy, keo chỉ này, táp bi này, rất là đẹp luôn này. Cái nội thất thì đã được trang bị là nội thất da rồi. Đấy. Và gương kính chỉnh điện đây ạ. Quý vị các bạn thấy đây. Gương kính chỉnh điện, đây là cái nút gập gương này. Đấy. Đây là những cái để đồ cho người lái xe có thể để điện thoại này. Thiết kế này rất là mới lạ quý vị các bạn ạ. Chính chúng tôi là những người đi mua bán xe, mua bán liên tục mà thấy cái mẫu này cũng còn mới lạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 đây quý vị các bạn nhé. Đấy, 20 sản xuất luôn đấy ạ. Và sản xuất tại Indonesia đấy, xe nhập khẩu đấy. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có ý định mua ô tô mới, hoặc là những chiếc xe lướt mà đang muốn mong chờ thuế trước bạ giảm ấy, thì quý vị và các bạn đã có nhu cầu mua con này thì yên tâm là nó là xe nhập khẩu, cho nên là thuế trước bạ giữ nguyên, không giảm quý vị các bạn nhé. Cho nên là không phải chờ đợi gì quý vị các bạn ạ. Những chiếc xe có giảm thì chỉ giảm xe lắp ráp trong nước thôi, còn xe nhập khẩu thì vẫn giữ nguyên ạ. Đây là cái phần táp bi cửa phía sau ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên luôn quý vị các bạn ạ. Keo chỉ nguyên này, táp bi cửa này, rất là mới, rất là đẹp này. Nội thất thì rất là đẹp luôn đây quý vị các bạn ạ. Dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này cũng được trang bị ở trên trần quý vị các bạn nhé. Đây là cái dàn điều hòa này. Điều chỉnh tốc độ gió này, 4 cửa gió điều hòa này cho hàng ghế ngồi phía sau thứ hai và thứ ba đấy ạ. Nó ở trên trần này cho nên là nó rất tiện, nó sẽ thổi được cho mát cho cả cái hàng ghế thứ ba đằng sau ạ. Đấy. Và xe cũng đã được trang bị đầu DVD, camera lùi, màn hình đấy, đầu mới đủ hết cả rồi quý vị các bạn nhé. Chân cắm USB đầy đủ hết để nghe nhạc giải trí rồi. Và đây là cái đồng hồ công tơ mét đây quý vị các bạn ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được có 1.254.000 đấy, tức là 1.2544 km đấy ạ. Đấy, chúng tôi cam kết là chiếc xe này còn nguyên bản và còn rất đẹp, còn bảo hành tại dưỡng, bảo hành bảo dưỡng tại hãng quý vị các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển đấy ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh được có hơn 1 vạn, còn bảo hành cho nên là rất là mới đây. Từ những cái phần nỉ trần, phần nhựa rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy. Ngồi ở cái khoa hàng ghế giữa này thì tôi cũng cảm thấy rất thoải mái quý vị các bạn ạ. Đây, chân tôi đây, vẫn đầu gối này vẫn còn cách xa cái phần này ạ. Tương đối là thoải mái đấy ạ. Tất nhiên là không thể thoải mái bằng những chiếc xe gầm cao như Fortuner được, nhưng mà để so sánh với những chiếc xe MPV thì nó cũng là một điều tuyệt vời. Đấy, rất là mới luôn đấy. Và đây là cái hộp tỉ tay đây nhé quý vị bạn ạ. Đây là hộp tỉ tay này là chủ xe lắp thêm thôi, chứ nguyên bản là nó không có cái hộp tỉ tay này. Hộp tỉ tay này lắp thêm đấy quý vị bạn ạ. Và chủ xe cũng đã trải sàn da, lót sàn da hết rồi. Quý vị và các bạn nào mà mua về thì cũng chỉ việc sử dụng thôi, không phải làm một cái gì nữa. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị các bạn xem về cái phần phía sau nhé. Cái phần cốp sau
cốp sau chìa khóa, cốp sau cũng là cốp điện luôn quý vị các bạn ạ. Bấm ở trên khóa là mở cửa nhá. Đây, nhưng mà tôi ra đằng sau này thì chìa khóa đang nổ máy nên này, tôi có thể bấm vào đây luôn. Đấy, mở cốp này. Đấy. Cốp kiếp thì keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn rồi quý vị các bạn ạ. Còn rất là đẹp đấy ạ, còn mới. Keo chỉ là còn nguyên hết ạ, chúng tôi cam kết đấy ạ. Những cái phần phía sau này, quý vị các bạn đi mua xe cũ thì cũng giống như tôi đấy ạ. Đi mua xe cũ là phần đầu là phần kiểm tra kỹ hơn, và phần đầu và phần đuôi là hay bị đâm đụng nhất mà quý vị các bạn ạ, cho nên là phải kiểm tra cái phần đầu phần đuôi kỹ nhất ạ. Đây, đèn nó còn mới như thế này đây quý vị các bạn, đèn còn mới nguyên này. Đấy. Ốc cốp sau này cũng còn nguyên hết đấy ạ. Còn nguyên như thế này là chứng tỏ là chiếc xe này nguyên bản ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, đèn rất là mới này. Hàng ghế sau đây có thể gập lại đây quý vị các bạn nhé. Đây là tôi đang gập cái hàng ghế sau lại đây ạ. Đấy. Vừa nãy tôi ngồi đây tôi giới thiệu cho quý vị các bạn, cho nên là tôi phải gập cái hàng ghế sau này lại đấy để có cái chỗ ngồi. Và đây là cái phần nỉ trần đây quý vị các bạn ạ. Nhìn từ đằng sau này chúng ta thấy là cái nỉ trần này rất là đẹp ạ. Chiếc xe này chưa có chạy nhiều cho nên là cái phần sau nó còn đẹp. Chứ nhiều xe chạy nhiều rồi ấy, đằng sau là hay để đồ ấy, là nó sẽ bị xước sát rất là nhiều ở cái phần nhựa này. Nhưng chiếc xe này là còn tương đối đẹp đấy ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị các bạn nhé, cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Do thời tiết hôm nay nó rất là nắng nóng cho nên là tôi lúc nào tôi ở ngoài trời thì tôi quay qua cho quý vị các bạn xem thôi nhé. Nhưng mà cơ bản là chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, nội thất này rất là mới, rất là đẹp luôn. Và đây là chiếc táp bi cửa phía trước bên phụ ạ. Bên phụ cũng đã được trang bị lỗ chìa khóa đây quý vị bạn nhé. Nếu như không may hết điện thì phải dùng chìa cơ đấy. Bên phụ cũng có. Phần lớn là những chiếc xe chỉ ở bên lái, như đây có cả ghế phụ luôn đấy ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này quý vị các bạn này. Đấy, táp bi rất là đẹp này. Ốc bản lề này còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn ạ. Nội thất rất là mới này. Rồi những cái ốc bản lề cánh cửa này, ốc khóa này còn nguyên bản hết luôn đấy. Bậc cửa này, chủ xe cũng đã trải lót sàn đây quý vị các bạn này. Đấy, đã có lót sàn hết rồi nhá. Và đây là sổ bảo hành bảo dưỡng đây quý vị các bạn này. Đấy, sổ bảo hành bảo dưỡng của xe này đầy đủ hết. Và cái phần đặc biệt rất nhiều quý vị và các bạn quan tâm về chiếc xe này, đó chính là cái phần mức tiêu thụ nhiên liệu ạ. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ. Chỉ 7,73 lít cho 100 km đường kết hợp. Nếu như chạy trong khu đô thị thì lên đến 9,9 lít. Đấy. Nhưng nếu chạy ngoài đô thị, tức là chạy ở đường trường đấy ạ, thì chỉ 6,4 lít thôi. Rất là hợp lý quý vị các bạn ạ. Đấy, cho nên là nhiều quý vị và các bạn nào mà muốn mua xe về chạy dịch vụ thì đây cũng là một cái sự lựa chọn tương đối là kinh tế đấy quý vị và các bạn nhé. Đấy, phiên bản G. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Cũng như cái phần đầu thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe này rồi. Hiện tại Toyota đang bán ra hai phiên bản. Phiên bản 1.3 là số sàn, 1.5 là số tự động. Thì đây là chiếc xe phiên bản G số tự động. Thì xe cũng đã được trang bị động cơ đua VVTi 1.5 lít số tự động đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy. Và đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và bạn xem về cái phần ốc capo đã nè. Đầu đuôi là phải xem kỹ đấy này, ốc nguyên bản hết đây quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, nhìn những cái phần cabo này nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Không có bị đâm đụng hay là không có bị va chạm gì cả thì nó mới còn nguyên bản như thế này. Đấy, từ những cái ốc cabo, ốc style, ốc xương đầu còn rất là đẹp đây quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe này thì mới chạy có 1 vạn 2 km thôi, cho nên là máy móc nó chúng tôi về là nó hơi bẩn một chút như thế này đấy ạ. Bẩn như chúng tôi để nguyên, tại vì là như thế này với như thế này bẩn là so với những chiếc xe cũ thôi. Chứ còn so với những chiếc xe cũ là gọi là bẩn thôi, chứ à bẩn là so với những chiếc xe mới thôi, chứ chiếc xe cũ là như này là quá đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Đấy. Tất cả những cái ốc này là còn nguyên bản hết đây này. Chúng tôi cam kết không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ nguyên bản này. Máy móc này nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì có thể yên tâm, hoặc là có thể mang vào hãng check cho yên tâm hơn. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy quý vị các bạn ạ.
Thời tiết hôm nay thì nó cũng không được chiều lòng người lắm quý vị các bạn ạ. Nó hơi nắng một chút. Nắng thì với sức khỏe của tôi thì không vấn đề gì. Tôi có thể ra nắng vài giờ mà không vấn đề gì. Nhưng cái máy quay này, nếu như quay lâu là nếu gặp trời nắng là nó sẽ tự động nó ngắt đấy quý vị các bạn ạ. Cho nên là tôi cũng không dài dòng, không mất thời gian nhiều của quý vị và cũng không làm hại cho cái máy quay của tôi nữa. Thì tôi xin phép giới thiệu với quý vị và các bạn về chiếc xe thì là như vậy. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Thủ tục thì nhanh chóng đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Avanza này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Chúng tôi mua bán và ship xe khắp mọi miền Tổ quốc nha quý vị và bạn ạ. Cho nên quý vị và các bạn ở xa cũng cứ yên tâm, chúng tôi có dịch vụ ship xe đến tận nơi cho quý vị và các bạn ạ. Và xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.